Tháng mấy rồi phải không? Cây này tháng mấy rồi phải không? Ớt này hả? Ớt này mới có mấy bữa không ơi. Cây này đặt giờ 5 bữa đó. Trên đó luôn phải không? Dạ. Hả? Ao tự nhiên là không có cá nuôi, không có nuôi. Nhưng mà cái ao này giống cái ao nuôi cá nè. Ờ, ao nuôi cá. Nắng này nó cũng đỡ rồi. Đỡ rồi, không cũng quen em chơi cho nó quen nó mấy cái tay kia sợ thứ hai cử em làm cử gì đó cái đầu nhử cho nó quen cái sau đẩy là hai cử anh tỉnh là dập thuốc vô. Cử gì? Tưới nước á. Anh tưới quá cái đầu nó bị ôi. Còn với mấy kia tưới